Chào mừng các bạn quay trở lại với series To Meet the Good Christine. Trong video lần trước thì Christine đã chia sẻ sơ bộ về chính sách định cư tại bang Tasmania và một số tip nho nhỏ để các bạn có thể tăng cái sức cạnh tranh trong hồ sơ state nomination của mình. Hy vọng đó là một video bổ ích. Thì trong cái video này, Christine sẽ chia sẻ nhiều thêm về những cái bí kíp theo học tại các trường chính phủ của bang Tasmania và làm như thế nào để mình gọi là nâng tầm của mình và cũng đồng thời là nâng cấp cái hồ sơ cũng như là tăng cái sức cạnh tranh trong hồ sơ state nomination của mình sau này. Cơ hội đi thực tiễn khá là nhiều lần tại bang Tasmania và có cơ hội tiếp xúc với lại khá nhiều bạn sinh viên theo học tại UTAS và TASTEF thì Christine đúc kết ra được những bí kíp sau đây để chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là các bạn hãy cố gắng theo học những cái ngành có liên quan đến ngành sức khỏe nè, về kỹ thuật hay là về xây dựng để tăng cái khả năng để mình nhận được nomination sau này. Thứ hai là các bạn không nên bỏ qua bất kỳ một cái lớp tutorial nào vì đây là một cái cơ hội để các bạn va chạm thực tế và làm quen với lại môi trường làm việc thực tiễn sau này. Đặc biệt là các bạn cũng có thể tăng được cái độ tương tác của mình với giáo viên, tăng cơ hội về việc làm cho mình trong tương lai sắp tới. Thứ ba là UTAS và TASTEF thì có khá là nhiều cái chương trình hỗ trợ xin việc làm cho sinh viên. Thí dụ như là chương trình Vice Chancellor Leadership Program. Đây là một chương trình mà Christine mong muốn tất cả các bạn sinh viên Việt Nam theo học tại hai trường này phải đăng ký tham dự. Vì ở 100% các bạn đăng ký tham dự và tham dự đầy đủ chương trình này thì đều có cơ hội việc làm full time sau khi tốt nghiệp. Oh my god! Cái thứ tư là UTAS và TASTEF cũng có khá là nhiều cái on-campus jobs để giúp cho các bạn ngoài tăng thêm thu nhập thì cũng tăng thêm cái phần commitment cho việc xin state nomination sau này. Và điều quan trọng hơn cả là sau khi học xong thì các bạn hãy thủ sẵn cho mình những cái hành trang sau đây. Thứ nhất là tiếng Anh. Các bạn phải đạt được ít nhất là IELTS 6 chấm hoặc là PTE 50 trong tất cả các kỹ năng. Thứ hai là các bạn hãy gọi là xin trước cho mình một cái skill assessment hay còn gọi là thẩm định tay nghề. Và cuối cùng là tính trước cái point test cho mình, tức là thang điểm về di trú ít nhất là 65 điểm xem mình đã thỏa hay chưa. Sau đó thì mình sẽ có thể tính toán lộ trình là liệu mình có phải xin tiếp TA 485 trước khi mà nộp lên PR hay không. Và cuối cùng các trường tại Tasmania thì cũng offer khá là nhiều học bổng hấp dẫn cho các bạn sinh viên quốc tế, cao động từ 10 cho đến 100% và cộng thêm cả Destination Scholarship có trị giá là 15.000 đô một năm. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại scholarship này thì hãy liên hệ ngay với lại team tư vấn của Vision First nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì trong những tập tiếp theo, Christine sẽ nói nhiều hơn về chính sách định cư của những vùng regional khác để các bạn được biết rõ hơn và có sự lựa chọn cho riêng mình. Thôi thì Christine xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment hoặc là inbox cho page của Vision First. Còn nếu không, các bạn thấy video này bổ ích thì các bạn hãy thả tim hoặc là share video này nhé. Xin cảm ơn các bạn.